Da nhạy cảm có nên làm PRP không? Nếu có thì có giúp da khỏe lên không? PRP là huyết tương vào tiểu cầu, tức là người ta sẽ rút máu mình ra, sau đó người ta qua một cái bộ lọc, người ta lọc ra, bỏ hết hồng cầu và huyết tương, người ta lấy cái tiểu cầu. Nó rất là ít, nó không có nhiều, và trong đó nó sẽ chứa rất là nhiều yếu tố tăng trưởng, tức là growth factor, nhiều lắm, FGF, cái gì tùm lum á. Bạn có thể tìm hiểu trên mạng hay bác sĩ Thảo không thuộc bài cái đó. Sorry. Thì nó có rất là nhiều yếu tố tăng trưởng, do đó khi mình tiêm vào trong da, trong tế bào, mình rưới vào trong cái vùng da bị tổn thương hoại tử, thì nó có tác dụng là nó nuôi dưỡng những cái tế bào bị yếu kém, bị tổn thương sẽ hồi phục lại, khỏe lại. Và đối với trường hợp da nhạy cảm thì PRP là một cú cánh rất là quan trọng trong điều trị da nhạy cảm. Bất kỳ một cái vấn đề nhạy cảm nào, ví dụ như bạn bị nhạy cảm bẩm sinh, bạn sử dụng corticoid bị nhạy cảm, bạn nhạy cảm vì bất cứ lý do nào, tức là một lần da là mình bôi gì lên nó hay dễ ngứa rát, mình rất là khó để trang điểm hay ví dụ như vậy, thì tốt nhất bạn phải nên tập trung điều trị vấn đề nhạy cảm trước ha. Tức là mình dùng cái huyết tương vào tiểu cầu hoặc là mở tự thân, mình tiêm vài lần cho cái da mình nó khỏe đi, thì lúc đó bạn sẽ qua giai đoạn chăm sóc hay mình điều trị bất cứ những cái liệu pháp nào khác nó đều ok hết, chứ đừng có đi tìm những cái sản phẩm mà phù hợp với da nhạy cảm. Nhạy cảm rồi nó như một cái nàng công chúa đỏng đảnh, nó rất là khó để phù hợp với bất cứ cái gì, và khi cái sản phẩm mà nó phù hợp với nhạy cảm thì thành phần của nó phải cực kỳ dịu nhẹ để ít kích thích trên da, ít thì như vậy là nó càng kém cái hiệu quả trên chăm sóc da của mình nữa, đúng không? Do đó là khi mà nhạy cảm thì hãy dùng PRP nha, nó rất là hữu ích cho điều trị da nhạy cảm. Nhạy cảm thì đừng có cố đi tìm mỹ phẩm xài cho phù hợp làm gì, tại nó cũng không làm da đẹp hơn đâu. Hãy điều trị nhạy cảm trước rồi sau đó sẽ đi chăm sóc da sau ha.